Rồi mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đi câu lưng sông. Thì ở mấy cái video mấy ngày trước thì mình có đi câu lưng mương, thì cũng kiếm được một mớ lưng mương ngon lành, mà lưng mương thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi câu lưng sông. Nói chung lưng sông thì tìm được cái hang thì nó cũng rất là khó mọi người, khó lắm. Nhưng mà nếu mà cố gắng tìm thì nếu mà có được cái hang thì khả năng lươn khủng như to to thì nhiều hơn, còn lươn mương thì nhỏ nhỏ thôi đó. Thì tình hình đi xăm hang thôi đó, chỗ nào nó trống thì mình còn tìm được cái hang, chỗ nào mà nó bị bít như lùm lách như vậy nhiều quá thì mình phải xăm thôi, chứ còn vạch không được, hầu vạch đụng rán rép nguy hiểm lắm. Đó. Mình đi dọc dọc mình tìm hang. Địa sông đây thì mấy lần trước mình cũng có cao được mấy em lươn khủng khủng nè. Không biết là đợt này là có tìm được hang nào cao không. Nhớ phải lại quanh lại mấy cái hang cũ thì xem thì có được có em lươn nào ở hay không đó. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi tìm hang nha. Thì có quá trình tìm hang thì cũng vậy thôi. Cứ xăm hang mình tìm có xăm sụp sụp xuống, có được cái hang thì mình vạch ra thôi. Cái chỗ nào mình xăm mình nó sụp ập xuống là mình vạch ra mình xem, vạch cũng cẩn thận thôi anh em mọi người ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi dọc dọc mình tìm nha, có anh em quay anh em mọi người xem luôn nha. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang to lắm nè. Đó. Ui cái hang. Hang khủng mọi người. Hang khủng rồi. Hang này có là có lưng khủng nha. Làm mấy con anh năm bay lạng to to kéo cho nó đã. Năm bảy lạng là ký hai đó làm em ký hai nó mấy cái hang bự bự tính sướng, có hay không chưa biết. An rồi ta, từ đâu nó an chứ, có hay không chưa biết mà thấy mấy cái hang bự là thấy nó sướng à. Ui giấc trời ơi, người ơi. Dứt dứt rồi, dứt rồi. Ui. Ui. To to to. Ui cái hàng to quá nó lại nó lét miết. Cái hàng to quá nó lại nó lét miết mọi người. Câu lại câu lại. Nè lên 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 lên. Ui được được. Được được được. Ui ngon mọi người, to đấy. Mét xéo một bên, ô mọi người nè. Quá, đã. To 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 to. Được, được. Quá, ngọt quá. Được mọi người ơi. Không to nhưng mà được, cũng chưa xứng đáng gì cái hàng vậy lắm. Ui cái hàng này phải làm em này cho khủng quá chứ. Quá, tuyệt vời. Hang này phải làm em là không khủng á, em mà lớn này cũng chưa xứng đáng nhưng mà ngon. Ui nó lên. Mình nhớ nó lên nghe nó táp nghe. Một phát nghe đã luôn á nghe. Rồi, để mình cho nó vào túi nha, rồi mình dọc dọc mình tìm hang, phải lại mình lên mình câu lại mấy cái hang ở trên kia. Hang đẹp quá nghe. Mình lắp lại. Rồi, để mình tìm hang tiếp nha mọi người nha. Rồi dưới đây mình có vạch được cái hang này mọi người. Đó. To lắm nha. Đây dưới cái lùm cỏ. Vạch ra được cái hang đám đuối. Ui, ui, ui nó hút nè mọi người. Hút nước nè. Ui nó hút nước nè.
Ôi anh, anh ơi này. Ui đàm dữ ta. Ui đàm lắm mọi người ơi. Ui giật tưng tưng tưng. Ui nó giật rung lên cái lòng đất này. Thấy chưa? Nó giật rung luôn cái chùm đất ở đây luôn. Ui ui mọi người ơi, con này to rồi. Ui chú cho bộ tổ đây. Ui trời, bao tàu mà lâu kinh trời. Ui con này chắc khủng mọi người ơi. Con này chắc khủng rồi. Con này chắc khủng mọi người. Ui cái đầu to lắm. Ui khủng khủng khủng. Không không khủng mọi người ơi. Vào ui khủng quá. Ui đã mọi người ơi, phê luôn. Ui khủng mới đã chứ. Nè cái hang này mọi người, ui rung tay với nó luôn nè. Ui không không rồi rồi, để mình quay anh này mọi người xem luôn. Qua wow, là đụng khủng là nó thấy nó sướng rồi, cứ đụng khủng là thấy nó phê rồi mọi người ơi. Wow, tuyệt vời. Đây mọi người ơi, cứ thấy đụng khủng là thấy nó đã rồi. Quá wow, đã nha. Mình thấy nó ụp lên ụp xuống là mình nghi rồi. Cứ ụp lên ụp xuống là bao là nó đớp liền. Ngon. Hôm nay trúng mánh mọi người. Wow, ta làm được em trong cái hang lưng khủng, tiếp tục giúp em khủng nữa, đúng đã luôn. Ôi đụng mấy em khủng là sướng rồi, đụng mấy em khủng là thấy phê ra người rồi. Thôi ngon lành nha, quá đã luôn mọi người ơi. Rồi đụng cứ lai rai mà đụng mấy em khủng là thấy đã luôn. Đây, hang thì nó nằm nguyên trong một cái lùm cỏ này. Mà mình dở lên thì nó giật nguyên cái lùm cỏ, cái lùm đất này nó giật lên luôn. Đó, vạch ra cái đường hang thì to. Rồi, để mình dọc dọc mà mình tìm hang tiếp nghe mọi người nha. Rồi mình mới tìm đường hang nữa nè mọi người. Hang này thì nhỏ nhỏ thôi. Đó, nhỏ nhưng mà nhìn cũng được. Có là vui rồi. Ui lên lên. Đó, ụp lên nghe chưa. Có là, ồ ăn luôn. Cái hang này mà có là nó ụp lên biết liền thôi. Ui tuột rồi mọi người ơi, tuột mất rồi. Thì mình lấy cái dây câu khác này. Mình để nó lâu sau quá cái nó. Để nó lâu sau quá cái nó xuống dưới nó mát mất. Rồi đợi mình móc dùng khác nha. Để lâu sau quá nó xuống nó mát luôn, mát cái dây câu luôn. Đất này này luôn. Ôi, được được được. Được mọi người ơi. Hai con nhỏ bằng lương xin ghê nghe, mát cái dây cao mình như đây. Rồi, lại. Ôi.
tôi cũng chạy rồi. Trời ơi, mình nắm trúng cái dây cao đây mọi người. Nắm trúng cái dây cao rồi, tôi nó chạy mất rồi. Trời ơi, quê. Rồi nắm trúng cái dây cao đây cái mình thả ra nó mát mất. Rồi. Nó cứ ngát rồi. Thôi để mình mở cái dây cao ra đó nghe. Mình tìm hàng tiếp mình câu. Rồi còn nó. Còn nó may mắn quá. Rồi dưới đây nó có một cái hang này mọi người. Mình cũng chưa biết cái hang là bao to. Để mình vạch ra thôi. Nhưng mà mình thấy có cái đường hang. Có cái đường hang như đây. Đường hang cũng được ha. Hang thấy cũng to đấy mọi người. Ô giật luôn. Mình vạch cái nó lên nó chật luôn mọi người ơi. Vào to đấy. Ôi được. Nè, đầu hang to mặn lương mà lớn thôi. Ôi mình vạch cái nó chật sáng luôn ở dưới đó. Nó động cái nó chật sáng luôn dưới đó cái nó lại cái đếp rồi. Ôi, vào. Ờ, cũng được, ngon lành mọi người ơi. Mấy lương sông này cũng như lương mương. Rồi cỡ đó thì cũng được, có hơn không mọi người, đó cái hang cũng được cái chưa. Mình thấy mình chọc chọc cái cây mình nó sụp cái đường lúa xuống để móc vạch ra cho anh em mọi người xem cho nó chi tiết luôn cũng được. Rồi anh đang ở trong cái bụi tre này mọi người, tre không luôn, để mình cho nó vào túi rồi mình đi dọc dọc mình câu tiếp nha. Rồi dưới đây nó có một cái hang đây đó, để mình vạch luôn. Bỏ ốc rồi. Còn có cái đường hang ở dưới đó. Hang này cũng vừa. Ôi nó lây nè mọi người. Này thấy chưa, tuôn nước lên nghe chưa. Thì mình nhớ nó lây cho coi. Anh này anh chưa đụng màu, chứ anh đụng màu là anh xong lắm. Ôi lây nè, lây nè. Ui to mọi người ơi. To. Trời ơi, quá đã. Con này to rồi, ngon lành rồi. Con này nhát. Trời, táp kinh mọi người ơi. Ui mát xé không bành. Ui trời. Tị. Ui nó tị. Ui đã. Ui mình vạch cái nó động nó lên luôn. Ôi. Quá phê. Phê tê cà rem. Ui con này nó vàng. Ui ngon quá mọi người. Con này vàng quá. Đây thì mình mở cạo cái hang ở chỗ đây nè mọi người. Đó, mới cầu cái hang ngay chỗ đó. Quá đã. Đó, mình vừa cầu cái hang ngay chỗ đây thôi. Ui, ngon. Gần một ô cơm. Ui, tre nó mát. Nó mát áo, mát mũ của mình. Quay lại cái hang ở đây mọi người xem. Đó, đẹp không? Này, chỗ đây nó cũng có một cái hang này mọi người. Y ngay cái đống ốc này, mà mình cầu nó lại không có hang. Vạch ra một mớ vào ốc luôn, cầu nó lại không gan, hang đẹp lắm. Còn qua bên này mình thấy có một cái lỗ. Vạch ra anh động cái anh lên luôn. Ui trong bụi tre này cứ luồn biết. Ui hôm nay ngon quá mọi người ơi. Ui ngon nha. Rồi để mình tiếp tục mình đi
tìm hàng tiếp nha, chỗ này có hai con rồi, không biết còn con rồi nữa hay không nữa. Rồi thì kết thúc chuyến cạo lưng xong ngày hôm nay thì cũng kiếm được mấy con mọi người. Về căn anh em mọi người xem luôn. Con xinh quá vậy. Đó. Đó thì hôm nay tổng ra là mình cạo được 5 con. Nhưng mà hiện tại thì còn được 4 con, thì có một con nó bị vuột cái tay mình ra mắt nên là nó bị sải, thì còn được 4 con. Bây giờ mình bỏ ra mình căng cho anh em mọi người xem luôn. Đó, căng em trở về không rồi đây. Rồi em bỏ lên hết căng rồi, hôm nay kiếm được bao nhiêu? Có được một em to này ngon lành này. Nói chung mà lương xong đợt này nó vàng ngon lắm mọi người. Mướt lương. Đó, hôm nay kiếm được 4 con. Thì mình rồi em bỏ vô anh. Ủa lương hôm nay nhẹ dữ ta. 9 lạng. 4 con 9 lạng. À, bây giờ em bác nhỏ rồi, còn cần riêng con lớn thử. Đó, con lớn này không biết được nửa ký không nữa. Có 4 lạng thôi. À, con lớn cũng được 4 lạng đó mọi người. Đó mà lương chuyến này nó đói hay sao mà nó nhẹ dữ mấy nữa. Bóc lương nó nhẹ. Lương nhẹ quá mấy. Con này như bờ khi là mình nó vanh mà được nửa ký đó. Mà sao chuyến này có 4 lạng thôi. Con lớn này cũng nhẹ nè. Lương nhỏ lương này. Lương nay vàng ngon mọi người. Đó con như bờ khi là vanh được nửa ký, hôm nay có 4 lạng. Lương đợt này nó nhẹ ghê nghe, ốm. Đó thì cái quả thì hôm nay đi cao lưng xong kiếm được 9 lạng, 4 con 9 lạng. Thì cũng quá là tuyệt vời rồi mọi người. Trời nắng nắng mà đi dọc đào ra được mấy cái hàng lương đi cao thì cả một vấn đề luôn. Thôi thì đến đây mình cũng khép video. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem nha và ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người các video câu lương lần sau nha.